chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về top loại cây giống mà bên Ly đang xuất hàng cũng như là đang đóng hàng cho chủ đầu tư luôn nha. Thì cũng có rất là nhiều anh chị đang quan tâm giống như là có giống mới hay không nè, cây giống như thế nào và giá bán của bên trung tâm cây giống như thế nào. Thì ngày hôm nay Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta cùng xem giống như là cây giống này chiều cao bao nhiêu, giá bán là bao nhiêu, có cây giống mới gì hay không thì Ly sẽ giới thiệu cho quý bà con chúng ta đầu tư luôn nha. Đây, trước màn hình quý bà con chúng ta, bên Ly đang đóng hàng cây to to giống như vậy. Đó chính là cây táo tàu nha bà con ha. Đây là cây táo tàu nè, bên Ly đang đóng hàng cho chủ đầu tư. Anh lấy là hai cây tắc ngọt. Tắc ngọt bên trung tâm cây giống đang cung cấp với cái giá là 100 ngàn trên một cây. Táo tàu lỡ giống như vậy ha, là 1 triệu rưỡi trên một cây nè. Chiều cao của cây là cây cao hơn 2 mét. Đây, quay xa xa cho quý bà con chúng ta xem. Cây như vậy thì chúng ta đặt xuống đất ha, là nó sẽ hít luôn, là nó sẽ đi đọt mới thì nó sẽ ra trái thôi nha. Cái gốc đây, cái gốc cũng khá là to rồi. Gốc khá là to rồi ha. Rồi cái cây tiếp theo, cây tiếp theo là cây mít mơ. Mít mơ thể loại nhân giống là cái cây ghép chui cành. Đây, cây ghép chui cành bên Ly đang cung cấp. Đây, hàng mít mơ ghép chui, số lượng là 2 cây, 150 ngàn một cây, 2 cây là 300 ngàn các bạn con. Cây giống mà bên Ly nuôi lại nè, cái lô này rất là khỏe rồi nha bà con. Cây rễ nó thò ra màu hết rồi. Cái đơn này là 2 cây, và có nhóm hàng bên đây là 3 cây ha bà con, 3 cây. Đây, 3 cây mít mơ ghép chui nè, 150 ngàn cây. Mận xanh đường sốt trăng, măng cục ghép thái nè, bồng bon thái nè, humic do băng ron. Đây. Rồi có nhóm nhãn tím. Nhãn này là nhãn lông tím nha. Giá bán là 70 ngàn trên một cây nha bà con. Nhãn lông tím thì chúng ta có thể là trồng chậu được, trồng đất được ha. Khi nó cháy nó ra màu tím tím nhìn nó cũng rất là đẹp nha bà con. Rồi cây này là cây nhẹ, cây vải, vải không hạt. Đây, cây vải không hạt nha. Vải không hạt thì bên Ly đang bán với cái giá là 300 ngàn trên một cây. Nhãn lông tím là 70 ngàn một cây ha. Anh lấy là 4 cây nhãn lông tím nè, 70 ngàn một cây, 4 cây là 280. Vải không hạt 2 cây, 600 ngàn nha. Rồi tới nhóm hàng tiếp theo. Nhóm hàng tiếp theo cũng vẫn là mít mơ ghép chui cành. Rồi có lựu đỏ Ấn Độ nè các bà con. Lựu đỏ Ấn Độ nè, lựu đỏ Ấn Độ 2 cây. Lựu đỏ Ấn Độ hàng nuôi chậu, hàng nhập khẩu của bên Ly là đang cung cấp là giá 150 ngàn một cây. Chiều cao của cây thì cao khoảng 60cm đến 70cm. Rồi thêm 5 cây bưởi ruby. Bưởi ruby là 60 ngàn trên một cây ha. Đây, mít mơ. Tiếp tục là mít mơ. Ngày hôm nay xuất hàng mít mơ ghép chưa cành thì nhiều. 4 cây nè, 150 ngàn cây, 4 cây là 600. Rồi có sầu riêng này là sầu riêng lách thon, bên Ly đang cung cấp giá bán lẻ là 170 ngàn trên một cây nha. Đó, sầu riêng lách thon đi 200. Rồi có me thái là 50 ngàn trên một cây nha, 50 ngàn trên một cây. Nhãn long phụng châu là 120 ngàn trên một cây nha. Dừa Simpson lùng là 50 ngàn một cây. Chôm chôm tiếng cường là 100 ngàn một cây. Giá Ly báo cho quý bà con chúng ta là giá bán lẻ nha. Anh chị nào chúng ta trồng số lượng nhiều thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình, bên Ly sẽ báo số lượng sỉ cho quý bà con chúng ta đầu tư. Rồi bên đây là có một cây mít mơ ghép chui cành nè, một cây vú sữa Mika. Vú sữa Mika là 80 ngàn. Cũng có là một cây vải không hạt nè, vải không hạt, ổi ruby rồi chanh vàng Mỹ thì bên Ly đang cung cấp là 150 ngàn một cây. Rồi có cây sigo nè, cây này là cây rút đường này siêu trái luôn nha. Cây này là cây to nha bà con, bên Ly đang cung cấp là 1 triệu đồng trên một cây. Cây này nhiều trái lắm, trái rất là sai nè. Rút đường thì ăn cũng khá là ngon nha. Bên Ly còn số lượng rất là nhiều. Cây này là nhiều trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, khá là nhiều ạ. Cây này nhiều trái. Rồi có cây nho thân gỗ nè, nho thân gỗ 12 vụ, cây to giống như vậy là 1 triệu mốt trên một cây. Rồi cây măng cục ghép thái là 170 ngàn một cây nha. Cây dâu xanh là 50 ngàn. Mít cực đỏ sơ vàng, lá bầu Indo thì bên Ly đang có chương trình khuyến mãi ha.
số lượng từ 200 cây đổ lên. Anh chị nào chúng ta thích trồng thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại trên ha. Bên Ly đang cung cấp giá bán lẻ thì là 40.000 trên một cây. Gốc vip thì là 50. Còn tắc ngọt nè, tắc ngọt 2 cây là 100.000 nè ha. Rồi, cái này là sầu riêng lách thân nè. Đó, sầu riêng lách thân đi 200, số lượng 2 cây 170.000 cây đây ha bà con. Đó, đây. Của chủ đầu tư ở Gia Lai. Trong đây nhãn tím cũng khá là nhiều. Rồi, còn con thái ngoài kia, và măng cục thái đét rồi mít mơ ghép chưa cành. Ở nhóm hàng ngoài đây cũng là lựu nè, lựu đỏ Ấn Độ. Lựu đỏ Ấn Độ bên Ly đang cung cấp với cái giá là 150.000 trên một cây, là hàng nuôi chậu, hàng nhập khẩu hoàn toàn nha bà con. Hàng nhân giống tại Việt Nam của chúng ta giá rất là rẻ, tầm khoảng là từ 60 đến 80.000 trên một cây thôi, nhưng mà chúng ta trồng sau này năng suất cũng có, rất là khó đậu trái nha bà con. Bạn xin đường Sóc Trăng. Ở ngoài này cũng có những cái cây tắc ngọt ha, tắc ngọt cũng khá là nhiều nè. Thì ngày hôm nay Ly xuất hàng có bao nhiêu đây ha. Rồi có nhóm lụ Peru nữa nè. Lụ Peru nè. Chiều nay thì lên hàng có trà là. Chiều nay bên trung tâm cây giống sẽ xuất cái lô trà là, số lượng là 62 cây. Trà là này là trà là Bahi trái vàng ha. Trà là Bahi trái vàng hàng ký mô nha bà con. Hàng ký mô được sang chậu ra nuôi dưỡng lại hết rồi. Lô me thái nè, me thái là 50.000 một cây nè. Mít thì bên Ly đang làm chương trình khuyến mãi nha bà con. Nếu anh chị nào chúng ta mua số lượng mít nhỏ thì từ 500 cây đổ lên thì bên Ly có giá là 30.000 trên một cây nha. Mít ruột đỏ sơ vàng hiện tại cũng đang được xuất khẩu. Còn giá hôm nay thì là 62.000 trên 1kg là đối với lợ 1 nha. Táo tàu thì là có cây thì 400, có cây 400 và có loại thì 600, 800 ha. Tùy theo cây nữa nha bà con. Đây là cây hồng đèn sô-cô-la. Cái hồng đèn sô-cô-la bên Ly đang cho trái nè. Đó, đây ha, một chùm trái nè. Cây đang sẵn trái nha. Trái rất là nhiều nha bà con. Đó. Đây, trái rất là nhiều nè. Ngoài sau này cũng có một trái. Một trái nè. Và đang trái nữa, hai trái. Đây nữa, bên Ly đang nuôi trong chậu nha. Đang nuôi trong chậu mà trái rất là sai. Còn bên đây thêm cây nữa nè. Bên đây có những cây gần chín nè. Có những cái cây gần chín nè. Đó. À, trái đây. Trái này ha, giá bán về cái hồng sô-cô-la thì bên Ly đang cung cấp với cái giá là 300.000 trên một cây nha. Đây là nhóm mít mơ nè. Mít mơ ghép chưa cành. Bên Ly còn số lượng tầm khoảng hơn 100 cây thôi. Đang nuôi lại. Đang nuôi lại lú rễ hết rồi. Hôm nay là xuất hàng đi được rồi nha bà con. Bên Ly nuôi lại thì nó có hao nha. Đây, giống như những cái cây này là những cái cây hao nè. Quý bà con chúng ta thấy không? Còn cái cây này nó không hao thì nó sống rất là khỏe. Bên Ly đang nuôi cho nó đi cỡ đọt lên nè. Hổm rài thì cũng có chủ đầu tư đặt rất là nhiều, nhưng mà Ly sẽ hẹn lại. Tại vì cái cây nó chưa cứng, chưa đi được. Hàng này nó dễ bị hao lắm. Rồi cũng có khế chua khế ngọt nè. Khế chua khế ngọt. Nhóm măng cục tháp cành. Măng cục tháp cành là 150.000 một cây. Trồng thời gian chỉ trong vòng là từ 2 năm rưỡi 3 năm ha thì bắt đầu nó sẽ ra trái rồi. Đây lụ rồi Ấn Độ nè, bên Ly mới nhập về đang nuôi dưỡng ha bà con. Cây đâm tược đâm đọt rất là đẹp rồi. Khi cây lụ đỏ Ấn Độ đi cây đọt thì nó sẽ ra sắc tố màu đỏ đỏ giống như vậy nha, mới chuẩn là hàng lụ đỏ Ấn Độ nha bà con. Đây đó. Sắc tố màu đỏ đỏ ha. Còn cây bồng bon thái xa xa bên trong. Bồng bon thái bên Ly đang cung cấp với cái giá là 150.000 một cây nha bà con. Gốc to nha. Gốc to nè. Gốc to gốc đẹp ha. Gốc trên một phân hết nha. Còn gốc nhỏ thì nó sẽ rẻ hơn một tí xíu, nhưng mà Ly không có cung cấp gốc nhỏ. Gốc nhỏ thì chúng ta trồng nó không có khỏe giống như gốc to giống như vậy ha. Đó, đây. Rồi, chanh vàng Mỹ. Chanh vàng Mỹ, cái lô này thì có cây nó gần có trái rồi. Cây to. Cây to như vậy là 300. Đây, nhóm tắc ngọt đang cho trái đây. 100.000 trên một cây. Hồng sô-cô-la nè. Hồng sô-cô-la là 300.000 trên một cây nha bà con. Chanh vàng Mỹ cây nhỏ nè, 150. Lê Kỳ Ma.
Ly Kim Ma Thái 100.000 một cây. Nơi đây là một bãi nuôi cây con thôi nha bà con. Thì bên Ly còn một bãi bên kia nữa. Bên kia thì nuôi cây to ha. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về nhóm loại cây giống nha. Bên Ly đang xuất hàng. Thì ngày nào thì bên Ly cũng có đóng hàng hết. Cái hàng nào mà bên Ly xuất đi ngày đó mà Ly có tại trung tâm cây giống thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta nha. Tại vì Ly cũng hay đi vườn á. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly báo giá cũng như là chia sẻ cho quý bà con chúng ta về top loại cây giống mà đang được chủ đầu tư quan tâm để trồng cho khu vườn nhà mình cũng như là trồng kinh tế nha. Cô chú anh chị cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi ngay vào hai số điện thoại trên để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và tốt hơn nha bà con. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.